Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Eric khiến fan lo lắng khi bất ngờ đăng ảnh nhập viện. Chuyện gì đây? Đông đảo khán giả đang rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Eric. Cách đây ít phút, Eric khiến fan lo lắng khi bất ngờ đăng tải ảnh đang phải nhập viện truyền nước. Dù không có bất cứ chia sẻ gì thêm, tuy nhiên hình ảnh nằm trên giường bệnh của nam ca sĩ đã khiến không ít người phải hoang mang. Rất nhiều fan cho rằng có thể nam ca sĩ do làm việc quá sức nên phải nhập viện vì đây không phải lần đầu tiên anh lâm vào tình trạng như thế. Cách đây vài tháng, anh chàng từng khiến fan phải đứng ngồi không yên khi tiết lộ mình phải nhập viện do sốt cao và kiệt sức. Không chỉ Eric, đã có rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng rơi vào trường hợp tương tự do lịch làm việc quá dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thiếu khoa học. Không ít fan khuyên nhủ Eric cũng như các sao Việt khác cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc một cách hợp lý nhất, tránh để những sự việc đáng tiếc như trên xảy ra. Eric bất ngờ đăng ảnh nhập viện khiến fan không ngừng lo lắng. Đây không phải lần đầu tiên Eric phải vào viện bởi vì tình trạng sức khỏe sa sút. Khán giả đang rất lo lắng vì nam ca sĩ liên tục phải nhập viện như thế này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.